Hai anh em, thì như anh em vừa thấy đó, rồi đã có cái bộ Doctor của logo và một vài cái card hiếm như là Copeland Collector, The Round Table. Mình đã tìm kiếm mùa này và cả nhiều những mùa trước. Chúng ta hy vọng đến thứ hai này cũng sẽ có cái gì thú vị chờ đợi. Cùng khai trương nè. Wow, khác gì? Zapsica from the proper witch club. Cái này thì mình dùng thử trợ giúp liền luôn. Cool. Kéo mạnh nó sẽ hư nước sơn này. Thắng chim đất kỳ lạ. Đây là có rồi. Để cùng xem nhé. Sắp xịt cả Little Leaf Simpson là con gần đây mình thấy rất thú vị. Có nhiều con gì thì hơi khó chơi hơn, nhưng mà như vậy thì có hơi nhiều không bạn con. Như con cu cờ của lớp là vì lại hay. Cái điều tốt duy nhất của nó là elusive. Đấy, hợp lý. Đấy, hợp lý rồi. One Eye Willa. Cái gì mà gần như là ngoái không nữa. Ra thế nào hiếp rồi nè. Chứ tụi hiếp thì lo như phải phai. Mọi người sợ không kịp. Mọi người cũng được sao vậy. Chín rồi. Wow, thế này thì lại hợp lý. Wow, so đợi đi. Còn đá nữa. Hợp lý, quá gợp lắm. Hợp lý. Wow, Rasmundun mùa này có con này nè. Hơi bất ngờ. Celestial hợp lý. Để có thể dọn bạn. Nếu sợ là sẽ đổ yếu trong các trận file. Bên này kia Universal Translator. Cho nên ta cần cái gì đó đủ mạnh mẽ. Mình vẫn chưa thấy cái điều đó. Hy vọng là Anthem sẽ có cái gì đó là cái chất của cái deck này. Cái này thì cũng hơi hơi rồi. Đỡ được, cái này thì quá được. Không thiếu đam lẻ. Cái này thì hơi cũng hay đó. Sao nhiều quá vậy? Cái này vấn đề là nó ở cuối tên mình. Phiền. Khá phiền. Nếu mà ở đầu tên mình thì mọi chuyện sẽ rất là khác. Được, cái return là cơ cấu lại rồi đó. Bất là khá được. Không có cái gì mà remove để kiếm ăn hay lúng này. À, inviting là mình chết, mình có thể cho chúng inviting với nhau hết. Ủa inviting kinh hoàng. Keep down Riposo. Rồi rồi. Tôi tìm được kiếm Ember là hảo á. Ok. Đắc mà Ember nó có thể lợp rất là. Thì vẫn có lợi cả hai. Cũng hay. Có dòng bạc. Có chạy Ember. Và có cơ cấu cho các bác kiểu gian lệnh này được. Nó không có gì quá đặc biệt đối với mình bây giờ. Đó. Phải test mới biết được. Hốt là mình sẽ có một buổi test soon enough. Ta có thể deal power cho cái con Simpson để chúng ta tiếp tục cơ cấu.
The infighting, cái con gamer thì phải sợ nó dùng. The possibility is endless. Tàng được. Omega. Mọi người đã theo dõi.